Nếu chết, em muốn được chết cùng với anh. Anh sẽ không chết đâu. Công chúa đang đợi anh đến mà. Trong lúc khốn cùng khổ cực nhất, người duy nhất mà Thi Tai Vô nhớ vẫn chỉ là công chúa Citira thôi. มีเหตุผลเพียงว่าเพื่อรอพบพระจันทร์เช่นฉันที่ตื่นและลืมตายังเป็นเช่นนี้ทุกวันก็เพียงเพื่อฉันต้องการดูแลห่วงใยและรักเธอให้ความสุขเธอเพียงเท่านั้นnè. Thuốc này công chúa. Chắc là muốn chết cùng người tình rồi phải không? Cho đi sao rồi? Chắc là không sao đâu, nhưng người nóng lắm. Thi Tai Vô, Thi Tai Vô. Ơi, Mayadin, đó là nước của tất cả mọi người đó. Cho cô ta uống làm gì? Dù thế nào cũng phải chết như nhau thôi. Đúng đó, Nachari nên chết từ lâu rồi mới đúng. Mạng sống cô gái bán hoa này có giá trị hơn cô, vì cô ấy dám hy sinh vì công chúa. Ôi. Ngồi yên đó làm gì? Mau giúp hắn đi. Được rồi, Darren. Con người như hắn giúp ích cũng chẳng ích lợi gì đâu. Hắn chắc đang muốn nổi tiếng như chủ nhân của hắn rồi. Thật là cách tị. Bây giờ Manasin chắc là lên tiếng đàn rồi đó. Đánh ta nữa đi, dù ngươi có đánh ta đến chết cũng có thể tránh được sự thật là công chúa của ngươi đang ở cùng với Manasin đó. Buông ta ra. Buông ta đây. Có gì vui hơn là ngồi nghe người với người cấu xé lẫn nhau? Đúng là vui thật. Anh kêu em đi. Ta không im đâu.
Ta muốn xem chuyện với nhau trước khi chết. Sắp chết rồi còn ly hả? Được nè. Ai à? Chết đi. Nè, các cô làm gì vậy? Muốn đánh nhau lắm có phải không? Chết đi. Cho dù các cô có ba người, ta cũng không sợ đâu. Ta không sợ các người đâu. Chết đi. Buông ra. Dừng lại! Dừng lại! Đã được rồi! Dừng lại đi! Dừng lại! Hồi đó dừng lại! Dừng lại đi! Tất cả dừng lại đi! Dừng lại! Đừng đánh nhau nữa! Đập nó đi! Đừng đánh nhau nữa! Dừng lại! Đập đi! Chết đi! Dừng lại! Chết thì nó chết! Đập chết nó đi! Dừng lại! Đập nó đi! Khi nào em đã sự chết? Lúc đó các người không còn gì nữa đâu, kể cả mạng sống của mình. Dừng lại. Thì ta vô, còn nước uống không vậy? Người ở đây sẽ phải chết chứ vì hai người các ngươi thôi. Majadin, cô canh gia pháp. Ta muốn ăn thịt con nít chăn voi rồi đó. Giờ đây, nếu mắt không mù, tay không gãy, thì ngươi được kêu ta là xâm siêu nữa. Đánh đi, đánh cho chết hết đi. Đừng hy vọng giữ được mạng sống đi coi mặt trời mọc. Đừng hy vọng giữ được mạng sống để cứu đất nước này. Để mạng sống kết thúc một cách vô nghĩa đi. Để cô Chana được toại nguyện đi. Tôi muốn đưa công chúa đi khám bác sĩ. Đi khám làm cái gì? Tự cô ta gây chuyện thôi. Có thuốc tại sao không uống chứ? Để ta giải quyết cho. Nếu cậu muốn tiếp tục ở đây cùng với công chúa thì ngoan ngoãn, để cho Shirati chăm sóc đi. Ngày rồi đi ta vô. Chúng ta ở đây bao nhiêu ngày rồi? 10 ngày rồi. Ngày mai mới được ra khỏi đây phải không? Phải đi giết cô Chana. Natari, không sao đâu Natari. Lạnh quá.
thế nào hả? Chắc là không được khỏe đâu hả? Chứ không phải là ông nói muốn thấy chúng tôi chết từng người một ở đây sao? Cứ chịu đói khát như vậy, trước sau gì cũng chết thôi. Ồ, lấy súng bắn hắn ta ngay đi. Ồ, già nhân nhó như ông thì quan đã. Già nhân như vậy thì không phải là món đầu tiên cho những người còn lại ăn đâu. Nhìn cảnh này ta cũng quá chán rồi. Ta có thứ này muốn tặng các ngươi đây. Lên. Ta biết là các ngươi rất muốn giết ta, nên ta cho các ngươi tọa nguyện trước luôn chết. Xin mời. Chúng ta sẽ chết chung với nhau. Xin mời. Trước sau gì cũng phải chết. Nhưng nếu ta được chết cùng với anh Thi Ta Vô, cũng tốt hơn là để ông giết làm trò tiêu khiển. Đừng làm gì cả, bắt đó. Tôi ngăn cản suy nghĩ nông cạn của cổ. Nó sẽ phá hoại tất cả công sức chúng ta trong thời gian qua. Tôi không bao giờ đầu hàng cho tới khi cứu được công chúa. Ồ, thật là tội nghiệp cho Càn và Phát đó. Cô có nghe không Càn và Phát? Thì Tây Vô không phải giữ mạng sống đó chỉ vì cô đâu. Còn xin dây ra phải là của Manasin. Ta nhất định sẽ đưa người tình của ngươi để làm người hầu của ra trên Tà Rắc. Bây giờ ta đang rất vui mừng. Ta sẽ dành lại lựu đạn này cho. Có lẽ trong số các ngươi sẽ có người muốn chết để thoát khỏi cảnh khổ đó. Nhưng đừng dùng lựu đạn này để dành khi chạy thoát. Nếu ta biết được, ta sẽ phá hủy hết nơi này, chôn với các ngươi ở ngay tại đây. Không ai trốn thoát khỏi đâu. Tình yêu mà em có đối với anh, anh xem đó là suy nghĩ nông cạn vậy sao? Yêu là muốn đạt được, muốn được làm chủ tất cả. Cuối cùng cô cũng có kết cục, là người phản bội như con trai của ta thôi. Đừng để tình yêu lớn ác bản chất của một con người. Nếu như em yêu anh, xin hãy yêu đất nước này hơn yêu anh được không? Vì nếu không có một đất nước hòa bình, chúng ta có được tình yêu đẹp đến đâu thì cũng vô ích mà thôi. Thì Tây Vô đáng phải chết. Thì Tây Vô nhất định sẽ tới cứu ta. Từ bỏ đi công chúa. Ta không bao giờ từ bỏ đâu. Ta vẫn sẽ nhớ tới người ta yêu đến hơi thở cuối cùng đấy thôi.